có cái tờ giấy bánh kẹo các thứ đấy cho đủ, đừng đừng có thiếu cái phần nào. Lại túi này, lại hai thứ hòa an, túi lại không hòa an nào là hỏng. Ờ đấy. Pháo ông mặc này trông tèn quá, thanh niên quá. Này Thành mặc thế này thành người Hà Nội rồi, được không? Ông mặc này các đứa hot girl cứ tự chào anh thì phiền lắm. Ừ. Bây giờ mình được biết là thế, cậu biết là tớ ra ngân hàng tớ con ấy là cứ suốt ngày nó gọi coi như là chú hôm nay chú đi chuyển tiền, chú đi rút tiền. Thế xong mình bảo là từ mai là cấm mày gọi tao bằng chú. Cháu mà không gọi chú thì để cháu náo à, không được mà gọi tao chú này mình cả chồng chết. Ờ nói thế thì cháu nó chịu rồi. Thế nó phải chuyển nó. Chuyển gọi anh ngay. Ông làm nhà ông quay video xong ông đi ông quay cái làm nhà này vào. Ông vớ va vớ vẩn. Không, đây cũng may là các ông đến các ông hộ pháp cho tôi chứ không một mình tôi, sức khỏe tôi bây giờ này mà tôi là làm sao tôi bơi hết được chỗ này. Chưa ấy đó mà chưa đạt đến đỉnh rồi chứ. Đồng ý. Hàng kiểu như là giống như mới nhập môn thôi. Chép riêu mà nhưng mà chém kiểu chém giống như chưa bụng ấy. Chú cháu mình đi mang nhiều lạ gì. Này cũng phải mày quá có mấy hiền nhân này đến hộ pháp cho chứ không một mình chết dở.